Tiểu Bát cũng lẩm bẩm nói: "Đúng vậy a, à, thật sự là không hiểu thấu a, à, vốn cho rằng có liều mạng, ít nhất cũng đánh đến hôn thiên ám địa, nhưng vở kịch này cũng kết thúc quá nhanh đi." Ba người thoáng cái trầm mặc lại, không biết như thế nào cho phải, nhưng sinh tức sinh mệnh của lý giật bọn hắn vẫn có thể bắt được, mẫu thể chi thân của yêu tộc cũng không dễ dàng chết như vậy. Trong phủ thành chủ, sắc mặt Khương Sở Nhiên ngưng trọng, trầm giọng nói: "Quả nhiên không ngoài sở liệu, người này thật không đơn giản a." À, thiên phú chiến đấu thật đáng sợ tuy rằng có mưu lợi nhưng ở thực lực tổng hợp cũng thật sự ổn áp lý giật một bậc nguyễn hồng ngọc cũng ngốc trệ bản thân nàng cũng là cường giả võ đạo mặc dù không nhìn cẩn thận như khương sở nhiên nhưng cũng có thể nhìn ra mánh khóe thoáng cái liền như hóa đá có chút không dám tin tưởng khương sở nhiên nói vốn là dùng bảo kính kia đánh bất ngờ một chiêu phản chấn một chiêu phong tỏa không gian liền lấy được tiên cơ sau đó đánh ra một quyền mang tính thăm dò lại dùng kim cương quyền võ kỹ nhất trận bách thông kim cương quyền chính là khởi điểm vạn quyền một quyền kia của hắn có thể chống địch có thể công kích có thể tiến thối tự nhiên cực kỳ thong dong tâm tính trẻ tuổi như vậy vậy mà có thể thắng không kiêu dưới tình huống chiếm hết tiên cơ còn có thể thong dong bình tĩnh như thế quả thực thật là đáng sợ nguyễn hồng ngọc kinh ngạc nói sau đó thủ pháp phá vỡ chân khí hàn băng hẳn là ma công ma khí không gì không hủ mặc dù là chân khí hàn băng cũng không cách nào chống lại chỉ là chỉ là ấn quyết chấn vỡ hàn băng chân giáp là sao? coi như là một kích tu vị ngang nhau cũng tuyệt đối không thể phá vỡ hàn băng chân giáp của bắc minh huyền cung được a? À? khương sở nhiên khẽ gật đầu nói phá vỡ hàn băng chân giáp là mấu chốt của trận chiến này ta cũng không thể nhìn rõ huyền bí trong ấn quyết kia nhưng ta có thể khẳng định thành chủ thành viêm vũ này đối với hàn băng chân giáp của bắc minh huyền cung nhất định có nghiên cứu không nhỏ hoặc là đã học qua cách phá giải tương quan cũng chính vì chân giáp bị phá mới khiến lý giật kia triệt để tâm hoảng ý loạn nếu không dùng thực lực của hắn tuyệt đối sẽ không thua dễ dàng như vậy hơn nữa bị vạn lôi đánh mặt cái búa và tấm gương kia đều không phải là vật phàm a hiện giờ ta ngày càng có hương thú với người này rồi ánh mắt của hắn dừng ở lý vân tiêu trong màn nước phảng phất muốn nhìn thấu màn nước moi ra tất cả bí mật của thiếu niên kia vậy nguyễn hồng ngọc sau một lát ngốc trệ liền cười khổ nói tử mậu có thể đánh thắng người này sao khương sở nhiên hỏi ngược lại Ngươi cảm thấy thế nào? Người này đáng sợ nhất không phải huyền khí cổ quái của hắn, cũng không phải bí pháp ma công, mà chính là loại tâm tính dù núi cao sụp trước mặt vẫn có thể bình tĩnh thong dong, cùng với sự tự tin và tính toán tất cả tình huống có thể xảy ra trong thực chiến kia. Cái này cũng không phải chỉ dựa vào tu luyện là có thể đạt tới, mà là từ trong thiên truy bách luyện mới có thể ngộ ra được a. À. Nguyễn Hồng Ngọc cười khổ không thôi, chênh lệch giữa hai người dùng ánh mắt của nàng sao có thể không nhìn ra được xem ra trở ngại lớn nhất khi Nguyễn Tử Mậu muốn lấy Khương Nhược Băng chính là người này rồi, trong lòng nàng âm thầm tự định giá. Trên không hoa viên mọi người dần phục hồi tinh thần lại, tuy rằng đã tiếp nhận sự thật trước mắt, nhưng trong lòng vẫn có hoài nghi, không ít người đều âm thầm nhớ tới huyền khí hắn dùng lúc trước, quy kết mọi nguyên nhân lên huyền khí kia, trong lúc nhất thời khiến lòng mọi người đều nóng bỏng, trong mắt lộ ra ánh mắt bất thiện. Huyền khí có thể vượt qua một đại cảnh giới, dùng võ tôn lục tinh đơn giản đánh bại võ đế nhị tinh, ai lại không động tâm? mặc dù là những cường giả ẩn nấp trong hư không kia, tuyệt đại đa số cũng cho rằng như vậy, bắt đầu nheo nhao nổi lên tâm tư. bên tai Lý Vân Tiêu đột nhiên truyền truyền đến một đạo mật âm, chính là Nguyễn Tử Mậu đang truyền âm nhập mật nói: nếu ngươi muốn miếng sắt kia thì, mau giết người này cho ta. Lý Vân Tiêu ngây ngốc một chút, nhìn xuống, chỉ thấy trong mắt Nguyễn Tử Mậu một mảnh hàn khí, sát ý ngang nhiên, hắn lạnh nhạt nở nụ cười truyền âm nói. Chỉ đơn giản vậy thôi sao?" Nguyễn Tử Mậu nói. "Một, giết người này, hai, ngươi cũng rời khỏi lôi đài thi đấu." Hắn đây chính là một hòn đá ném hai chim, hoàn toàn loại trừ đi hai nhân tố ngoài khống chế. Giờ phút này trong lòng hắn cực kỳ tâm thần bất định, không biết sức nặng miếng sắt kia đến cùng bao nhiêu, có thể khiến đối phương đáp ứng không nữa. Rất nhanh Nguyễn Tử Mậu liền nhẹ nhàng thở ra, Lý Vân Tiêu truyền đến hai chữ lạnh nhạt, nói: "Thành giao." "Đều là đồng hương Nam Vực." tánh mang lý giật lại cứ vậy bị lý vân tiêu mang ra trao đổi với một miếng sắt rồi hắn lâm không vọt xuống dưới hóa trưởng thành đao chém tới trên người lý giật đang không rõ sinh tử kia không tốt tiểu bát đột nhiên hét lớn một tiếng lập tức vọt ra khỏi hư không cơ hồ như thuấn di vọt vào thân pháp còn nhanh hơn cả kiếm mang người chưa tới đế khí đã tới trước ngưng tụ lấy cả không gian nhiếp ở lý vân tiêu hắn cũng không ngây thơ cho rằng chỉ đế khí là có thể ngăn được người trước mắt sau đó lập tức kiếm khí ngang trời tiểu bát nhân kiếm hợp nhất, chém ra một đạo kiếm quang. Lý Vân Tiêu hơi co rút đồng tử, lập tức nhận ra người trước mắt, hư lạnh một tiếng liền thi triển thân pháp tránh qua một bên trên không trung. Kiếm khí vọt lên, cho thẳng vào trời cao, giống như cầu vồng, cực kỳ xinh đẹp. Tiểu bát sau một kiếm liền đáp xuống bên người Lý Giật, đồng thời Bá thiên hổ và lê cũng chạy tới, ba người thủ hộ ở trước người hắn. Nguyễn Tử Mậu Kinh sợ nói, người phương nào, gan dám xông vào thanh phong minh nguyệt lâu, đáng chết. Hàng Phong thúc thúc, kính xin ra tay bắt lấy ba người này. Vốn tưởng rằng Lý Giật hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đang kích động vạn phần lại bị ba người trước mắt phá hư, hắn hận không thể tự mình xé nát đám người kia ra. Ánh mắt chữ Hàng Phong ngưng tụ, năm đạo đế khí đồng thời đã tập trung vào ba người tiểu bát, hắn lập tức đi vào trong viên, lạnh lùng nói. Ba người các ngươi dám phá hư quy củ nơi này sao? Tiểu bát ngượng ngùng cười nói. Quân đốc đại nhân bớt giận, chúng ta đại biểu Lý Giật rời khỏi tụ hội, bây giờ lập tức rời đi. Hắn một bà ôm lấy Lý Giật trên mặt đất muốn nhanh chóng rời đi. Đột nhiên tiểu bát cảm thấy toàn thân nặng nề, một cổ áp lực khó nói nên lời giống như núi cao chấn lên người hắn. Hắn lập tức biến sắc, kinh hãi nhìn qua không trung Chỉ thấy trong hư không truyền đến một hồi chấn động nguyên lực, một lão giả toàn thân ngân y xuất hiện phía trên, sau lưng còn đi theo bốn gã võ giả. Bắc Minh Lai Phong nhìn người tới, trong lúc kinh ngạc vội vàng nguyên tiếp lấy, tất cung tất kính kho người thở dài nói. Bài kiến kháng thiên trưởng lão. Bắc Minh kháng thiên có chút gật đầu, sau đó ánh mắt rét lạnh nhìn chầm chầm vào tiểu bát, âm thanh lạnh lùng nói. Đã đến, vậy thì cứ lưu lại uống vài chén trà, hảo hảo nói chuyện tâm tình. Trong lòng lão phu nội tâm cũng có mấy nghi vấn rất muốn biết đây. Trên trán tiểu bát chảy ra hạt hạt mồ hôi ra, không thể tưởng được người này vậy mà cũng tới. Không cần phải nói cũng biết nghi hoặc của hắn chính là chuyện lý giật thông hiểu huyền băng yếu quyết, hắn ngượng ngùng nở nụ cười nói kháng thiên tiền bối chính là danh túc thiên hạ chuyện biết còn nhiều hơn chúng ta mấy chục lần sao có nghi hoặc cần hỏi chúng ta được tiền bối nói đùa mấy người tại hạ thân thể không khỏe muốn uống trà tâm sự vẫn nên để hôm khác đi hắn mang theo lý giật toàn thân cháy đen cùng hai người khác muốn phá không mà đi lại phát hiện bốn phía một mảnh băng hàn không gian đã bị trực tiếp đóng băng lại rồi bắc minh kháng thiên trong lúc lặng yên đã động thủ tiểu bát trong lòng hoảng sợ vội vàng nói Kháng Thiên tiền bối, dùng thân phận của ngài sẽ không muốn động thủ với đám lâu la chúng ta đấy chứ?" Bắc Minh Kháng Thiên lạnh lùng nhìn hắn, khẽ nói: "Ngươi ngược lại cũng tự mình hiểu lấy đấy, ta chỉ cần khẽ động ngón tay lập tức liền có thể khiến các ngươi tan thành mây khói, chứ đừng nói đến động thủ. Các ngươi đến cùng sống hay chết, cũng không phải ở ta, mà là ở chính các ngươi." Tiểu Bát cười làm lành nói: "Mong rằng tiền bối chỉ rõ." Bắc Minh Kháng Thiên sắc mặt trầm xuống, quát: vừa khen ngươi thông minh, lại ở trước mặt ta giả ngu sao. Hắn chỉ tay về phía Lý Giật đang hôn mê bất tỉnh, lạnh giọng nói. Huyền băng yếu quyết mà hắn tu luyện là từ đâu đến hả? Huyền băng yếu quyết chính là bảo vật chấn phái của Bắc Minh Huyền Cung, tuy rằng vài vạn năm cũng từng lưu lạc, tăng thêm những võ giả khác rình coi và phỏng đoán, cũng diễn hóa ra các loại võ học. Nhưng Lý Giật thi triển lại là huyền băng yếu quyết chính tông nhất, không phải đệ tử hạch tâm quyết không thể học được. Khí thế trên người Bắc Minh Kháng Thiên ngưng tụ, Lập tức khiến ba người tiểu bát như rơi vào hầm băng, chỉ cần bọn hắn nói dối hoặc là trả lời không vừa ý, sợ rằng kết cục sẽ là bị diệt trong nháy mắt ngay. Thân hình bá thiên hổ run lên xuống, xua tán đi một ít hàn khí, lúc này mới run rẩy nói: "Kháng Thiên trưởng lão, chuyện Huyền băng yếu quyết lão đại nhà ta nhất định sẽ phái người đi nói rõ ràng với các ngươi." "A, à, lão đại các ngươi là thứ gì?" Thân sắc Bắc Minh Kháng Thiên trong mắt phát lạnh, hiển nhiên rất không hài lòng với câu trả lời này ngữ khí không nhanh không chậm, nhưng sát cơ lại tăng thêm, trên mặt càng lộ ra vẻ châm chọc. Lý Vân Tiêu cũng thần sắc khẽ động, lắng tai nghe, tuy rằng hắn đối với người đứng đầu của bọn tiểu bát cũng có phán đoán, nhưng không cách nào kết luận. Bá Thiên Hổ toàn thân phát lạnh, vội vàng khẽ nhếch môi, truyền âm nhập mật qua. Toàn thân Bắc Minh Kháng Thiên chấn động, vẻ ngạo mạn và mỉa mai lập tức mất hết, vẻ mặt kinh hãi, kinh nghi bất định nói: "Đúng là hắn, ngươi không gạt ta đấy chứ?" Bá Thiên Hổ cười làm lành nói. Mấy người chúng ta sao dám lừa gạt ngài? Việc này cung chủ Bắc Minh huyền cung tất có biết. Bắc Minh Kháng Thiên trầm tư một hồi, nói. Ân, tin rằng đám các ngươi cũng không có can đảm gạt ta. Nếu đã có người này làm chỗ dựa, hơn nữa hắn có thể tự mình đi giải thích với cung chủ, vậy thì không còn gì tốt hơn rồi, cái mạng nhỏ của các ngươi được giữ lại, có thể xéo đi rồi. Sau khi hắn nói xong liền không còn hưng thú với mấy người kia nữa, mà thu ánh mắt về, Nhìn về phía Lý Vân Tiêu, trong ánh mắt cũng đều là vẻ lạnh như băng. Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người, toàn thân đều như muốn đông lại, âm thầm đau đầu. Bắc Minh Kháng Thiên tất nhiên là vì chuyện vừa rồi hắn thi triển ấn quyết phá vỡ hàn băng chân giáp rồi, thầm nghĩ mình vẫn quá mức chủ quan, không thể tưởng được Bắc Minh ra vậy mà có cao thủ như thế đến. Tiểu Bát dẫn theo Lý giật, phất tay với mọi người, không ngừng hôn gió lấy cười nói. Chư vị, xin tạm biệt, gặp lại sau đã mang đến phiền toái cho mọi người rồi thật có lỗi ha nguyễn tử mậu đột nhiên vội la lên không được ba người này cưỡng ép xâm nhập thanh phong minh nguyệt lâu làm hỏng quy củ thành hồng nguyệt đi hay ở là do thành hồng nguyệt ta làm chủ bắc minh kháng thiên thu hồi ánh mắt quay người nhìn hắn một cái cười lạnh nói có bản lĩnh ngươi đi lưu bọn hắn đi nguyễn tử mậu đỏ mặt lên không dám lên tiếng trơ mắt ếch ra nhìn ba người tiểu bát nghịch chuyển không gian muốn phá không mà đi Đột nhiên một đạo hừ lạnh cực kỳ bất mãn truyền đến không gian bị nghịch chuyển lập tức khôi phục như thường ba người đã nửa thân thể đều tỏa nhập hư không bị một cổ cực lực phản chấn ra đồng thời sắc mặt đại biến nhưng lại không cách nào chống lại được ba đạo thanh âm nặng nề vang lên bá thiên hổ tiểu bát và lê đều bị thương bị chấn lại không trùng hoa viên liên tiếp lui về phía sau mới hóa giải được cổ cực lực kia ba người đều lộ vẻ đáng chát kinh hãi nhìn qua không gian kia biết rõ lại có phiền toái đến không gian có chút chấn động một trung niên nam tử đứng chắp tay đi ra cười lạnh nói kháng thiên trưởng lão ngươi đây là ý gì cười thành hồng nguyệt ta không người sao nguyễn tử mậu đại hỉ cùng nguyễn tử lăng bước vội tới trước hai người huynh đệ đồng thời kêu cha bắc minh kháng thiên nhướng mày nhân vật khó giải quyết đã đến hơn nữa còn là trên địa bàn người ta hắn chỉ đành cười minh nói thì ra là nguyên tư đại nhân ngươi hiểu lầm lời ta rồi ta chỉ là nói cho hiền chất lưu người thì phải tự mình động thủ mới được nguyễn nguyên tư nhẹ gật đầu lạnh nhạt nói thì ra là thế bốn người này tự ta động thủ lưu là được nơi này đã không còn chuyện gì của kháng thiên trưởng lão nữa ngươi có thể đi được rồi bắc minh kháng thiên sững sờ ngây ngốc một chút nói vậy tốt cáo tử hắn theo tay vung lên một cổ kinh khí cường đại không chút dấu hiệu bay tới người lý vân tiêu quát tiểu tử theo ta đi bắc minh huyền cung một chuyến đi Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy không gian hoàn toàn bị cứng lại, giống như mình bị đông trong khối sắt vậy, đừng nói là cử động mà ngay cả mắt cũng không thể nháy được. Nguyễn Nguyên Tư đột nhiên đi tới trước một bước, trong trời đất tựa hồ quy tắc bị xúc động, một cước này trực tiếp dẫm nát cảm giác bị đông cứng bốn phía Lý Vân Tiêu, lực cuốn của Bắc Minh Kháng Thiên cũng hoàn toàn biến mất. Lý Vân Tiêu lúc này mới sắc mặt đột biến, mình quả nhiên đã bị người Bắc Minh Huyền Cung theo dõi, hiện giờ nhiều lão quái vật như vậy ở đây, cho dù có bản lãnh thông thiên cũng không thoát được chỉ có thể nghĩ biện pháp giải quyết thôi. Bắc Minh Kháng Thiên biến sắc, trầm giọng nói: "Nguyên Tư huynh, ngươi đây là ý gì?" Nguyễn Nguyên Tư vẫn không đổi sắc, lạnh nhạt nói: "Không phải nói không có chuyện của ngươi sao? Chẳng lẽ Kháng Thiên trưởng lão cao cao tại thượng không nghe hiểu lời chúng ta sao?" Bắc Minh Kháng Thiên lập tức giận dữ, dùng thân phận tôn sư của hắn, đã bao giờ bị người khinh miệt mỉa mai và bỏ qua như thế, cả giận nói: "Người này thân mang bí thuật phá giải chân pháp Bắc Minh Huyền Cung ta" ta phải mang về. Nguyễn Nguyên Tư lộ ra vẻ kinh ngạc, một mảnh ngạc nhiên, ngạc nhiên nói. Võ học thiên hạ thiên thiên vạn vạn, có chiêu thì tất sẽ có phá chiêu, có quyết ân pháp huyền băng chân quyết không phải rất bình thường sao. Chẳng lẽ võ học Bắc minh ra các người lại không cho người phá sao? Ha ha, Nguyên Tư Huynh nói rất đúng. Võ học bị người phá, lại muốn bắt người ta trở về, trên đời này nào có đạo lý như vậy chứ? Bầu trời đột nhiên không chút dấu hiệu hiện ra một đạo quang mang, rơi vào trong hoa viên trong đó hiện ra vài đạo thân ảnh tất cả đều có trang phục giống nhau vừa đáp vào nội viện lập tức đã mang đến cho người một cổ khí tức cực kỳ âm trầm đáng sợ khiến người không khỏe thừa hạo miểu mên đón lấy cung kính nói Diệu trưởng lão đông môn rượu tán thưởng nhìn thoáng qua thừa hạo miểu cười nói không tệ không tệ võ đế nhị tinh phóng mắt thiên hạ có thể có được thiên phú như ngươi chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay thôi thừa hạo miểu vội hỏi Diệu trưởng lão quá khen, cơ duyên thôi. Đông môn rượu khẽ gật đầu, gật đầu thăm hỏi với Nguyễn Nguyên Tư. Đa tạ thành hồng nguyệt trợ giúp, khiến hạo miểu nâng cao một bước. Nguyễn Nguyên Tư nói. Dễ nói, cơ duyên bản thân hắn thôi. Tuấn hạn trẻ tuổi ở đây thoáng cái đều im lặng không dám lên tiếng. Những đại nhân vật trong truyền thuyết này nguyên một đám xuất hiện, khiến bọn hắn thấy cảm xúc bành trướng. Ba người trước mắt đều là tôn tại tùy tiện một cước liền có thể khiến thiên võ giới chấn động a. À. Trong hư không không ngừng có nguyên lực chấn động truyền đến, còn có không ít cường giả che giấu, nhưng dưới khí trận cường đại của ba người này cũng không ai dám hiện thân, chỉ có thể yên lặng chú ý. Tiểu Bát và ba người cũng cảm thấy đau đầu, cũng không biết lá bài tẩy thủ lĩnh có hữu dụng không nữa. Bắc Minh kháng thiên mặt âm trầm, nói: "Đông Môn Diệu, ngươi cũng chạy đến gom góp náo nhiệt này sao?" Đông Môn Diệu liên tục thở dài, lắc đầu nói: "Ta vốn không nghĩ ra được bởi vì gần đây đối với võ học U Minh thủ của Bắc Minh Huyền cung có chút nghiên cứu, tựa hồ đã tìm được cách phá giải, đi ra ngoài lại sợ bị người bắt đi. Nhưng nghĩ đến đây là địa bàn của Thành Hồng Nguyệt, có Nguyên Tư huynh ở đây, có lẽ sẽ không ai dám làm càn đâu, bởi vậy mới cố lấy dũng khí đi ra đấy. Hắn vui tươi hớn hở nói: "Nguyên Tư huynh, tánh mạng của ta có đảm bảo không thế? Ngươi." Bắc Minh kháng thiên tức đến sắc mặt tái nhợt, cảm xúc hóa thành nguyên lực chấn động tản ra từng vòng khiến cho nhiệt độ một phương thiên địa chợt hạ xuống, khiến người bốn phía không rét à run. Nguyễn Nguyên Tư lạnh nhạt cười nói, đương nhiên, ở thành Hồng Nguyệt, chỉ cần tuân thủ quy củ, bất luận mạng người nào cũng đều được đảm bảo cả. Bất luận kẻ nào phá hư quy củ đều sẽ bị nghiêm trị, vô luận người nọ là thất nghiêu bát chư cửu cầu hay là trưởng lão đại phái gì đó cũng đều đối xử như nhau cả. Tốt, tốt, Bắc Minh Kháng Thiên toàn thân phát run, hàn khí theo hô hấp phẫn nộ của hắn không ngừng tràn ra, Hắn đã ẩn nhẫn tới cực điểm rồi. Đông Bôn rượu mỉm cười nói, Từ thần bát tượng này gần đây đều như chuột chạy qua đường, thanh danh cực kém, hôm nay còn dám tới nhiễu loạn thịnh hội thành Hồng Nguyệt, đây là tự mình tìm đường chết, không ai cứu được cả. Không biết Nguyên Tư huynh định xử trí bọn hắn thế nào đây?" Nguyễn Nguyên Tư nói, "Đã phạm vào quy củ, tự nhiên phải dựa theo quy củ xử phạt rồi." Đáp án của hắn chẳng khác nào chưa nói, khiến tất cả mọi người đều có chút choáng váng đông môn diệu cũng ngạc nhiên không thôi hiện giờ lý giật cường giả duy nhất tiến giai võ đế nhị tin trong lớp trẻ ở đây ngoại trừ thừa hạo miểu trong lòng hắn cực không hy vọng người này còn sống mà câu trả lời của nguyễn nguyên tư lại quá qua loa tắc trách rồi nguyễn nguyên tư cũng không phải người ngu tử thần bát tượng này tên xấu đã lâu nhưng giờ vẫn sống tốt mà bắc minh kháng thiên sau khi nghe thấy thân phận đầu lĩnh bọn hắn vậy mà không muốn đụng đến nữa hiển nhiên những người này có hậu trường rất cứng như vậy về phần xử lý thế nào còn phải xem hậu trường mạnh yếu để định, nếu như hậu trường không được, bốn người này phải tan thành mây khói rồi. Đông Phương Diệu hơi không cam lòng, cười nói. Ha ha, theo quy định thành Hồng Nguyệt, bốn người này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn cố ý đà kích, không cho bắt chó đi cày, khiến Nguyễn Nguyên Tư phải nói rõ ràng là giết là không giết. Nguyễn Nguyên Tư cười nhạt một tiếng, nói. Quy củ thành Hồng Nguyệt là do người thành Hồng Nguyệt định đoạt, muốn hắn chết hắn liền chết, muốn hắn sống hắn muốn chết cũng khó. Trong lời nói tàng phong, lại bị hắn một chiêu thái cực khéo đưa đẩy mất. Những người này có ai mà không phải là lão hồ ly, đông môn rượu trong lòng chỉ bới không thôi, trên mặt vẫn cười ha hà nói. Đây là, đây là. Bắc Minh Kháng Thiên lạnh giọng nói. Nếu nơi này đã có quy củ thành hồng nguyệt, vậy ta tự nhiên cũng phải tôn trọng. Như người này lúc rời khỏi thanh phong minh nguyệt viên, ta động vào hắn, nguyên tư huynh sẽ không ý kiến chứ. Nguyễn Nguyên Tư cười nói. Có ý kiến gì hay không, đợi đến lúc hẳn nói sau. Chỉ bất quá bây giờ bọn tiểu bối tụ hội, hai người vẫn nên rời đi thì tốt hơn, chẳng lẽ muốn lưu lại chỉ điểm võ đạo chân giải cho bọn hắn sao? Hừ, Nguyên Tư huynh, tự dưng giữ gìn người này thật sự không khôn ngoan đâu. Bắc Minh Kháng Thiên ngưng thành nói. Ta liền ở lại trong thành đợi, hy vọng Nguyên Tư huynh thận trọng cân nhắc quan hệ trong đó thì hơn. Hắn nói xong, vung tay lên liền cùng sau mấy người sau lưng biến mất trên không hoa viên, theo hắn rời đi, toàn bộ nhiệt độ trên bầu trời mới dần ấm lại. Khương Nhược Băng la lớn về phía Bắc Minh Kháng Thiên rời đi. Vân Tiêu đại ca sẽ ở thành Hồng Nguyệt cả đời, ngươi có bản lĩnh thì cả đời đừng rời đi. Nàng đây chỉ là phát tiết tức giận, nhưng lọt vào tai mọi người lại có một phen hương vị khác, nguyên một đám sinh ra cảm xúc khác thường. Nguyễn Tử Mậu bị tức khiến thương thế không ngừng tăng thêm, trầm giọng nói: "Biểu muội, không thể hành động theo cảm tình. Bắc Minh Huyền Cung và Thành Hồng Nguyệt chúng ta xưa nay giao hảo, há có thể bởi vì một ngoại nhân mà hư mất hòa khí hai phái chứ? Hiện giờ Lý Giật bị khống chế, tác dụng của Lý Vân Tiêu đã hoàn toàn biến mất rồi. Nghĩ đến thực lực khó lường kia, trong lòng hắn cũng nổi lên một cổ sát ý ra, hận không thể để người Bắc Minh Huyền Cung mang Lý Vân Tiêu đi giết chết. Khương Nhược băng lạnh lùng nhìn hắn, nhìn đến khiến trong lòng Nguyễn Tử Mậu trột dạ, chỉ cảm thấy tay chân đều có chút lạnh như băng. Nàng nói không nói đến bằng hữu của ta sao lại trở thành ngoại nhân, vừa rồi lý giật này đã thương ta, cũng chỉ có Vân Tiêu đại ca ra tay cứu ta, nhưng bây giờ lại muốn giao ân nhân cứu ta ra, vậy chứ cứ giao ta ra đi." Nguyễn Tử Lăng vội nói gấp. "Biểu ca ta bị hàn băng chi khí kia gây thương tích, không cách nào vận dụng chân nguyên, nếu không dù có chết cũng tới cứu biểu muội. Huống hồ nơi này là Thành Hồng Nguyệt, ai có thể chính thức tổn thương biểu muội chứ?" Lý Vân Tiêu kia cũng chính là thấy được điểm ấy, mới ra tay làm ra vậy thôi nạp lan chỉ tuyền đối với hắn cực kỳ không thích hư lạnh nói tử lăng công tử nói thật sự khiến người thất vọng lệnh huynh bị lý giật gây thương tích vân tiêu công tử coi như là báo thù cho lệnh huynh rồi ngươi vậy mà nói chỉ làm ra vẻ hừ hừ trên mặt nàng lộ ra vẻ khinh miệt không chút che giấu khương nhược băng cũng cười lạnh nói hiện giờ lão đầu bắc minh huyền cung hùng hổ dọa người cũng làm phiền tử lăng biểu ca làm ra vẻ đưa hắn đi đi nhược băng ở chỗ này cùng chư vị hào kiệt chờ xem ngươi biểu hiện Người. Nguyễn Tử Lăng tức giận phất tay áo một bên, không hề phản ứng đến Khương Nhược Băng nữa. Nguyễn Tử Mậu đứng ở phía bên kia cũng không nói một tiếng, trong đôi mắt trống rỗng và thống khổ. Đông Môn Diệu nhìn vài tên tiểu bối, chợt nói với Nguyễn Nguyên Tử. Tử thần bát tượng này dường như cừu ra khắp thiên hạ, quả thật tai hại thiên võ giới, mong rằng Nguyên Tư huynh có thể vi thiên hạ trừ hại. Tốt một cái vì thiên hạ trừ hại Đông Môn Diệu, nếu không ngươi trước tiên trừ ta đi một đạo thanh âm âm hàn nhộn nhạo ra trên bầu trời bốn phía gió nổi mây phun trên không toàn bộ hoa viên vô số đạo quang mang vọt tới hội tụ thành một gương mặt màu vàng cực lớn hai mắt trống rỗng vô thần không ngừng biến hóa dữ tợn trên không trung trong miệng gương mặt kia không ngừng phát ra tiếng cười quái dị khạc khạc mười 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 khiến người không rét mà run tất cả tuấn ngạn trẻ tuổi đều nín hơi không tự kìm hãm được lui về sau đông môn diệu hoảng hốt cả kinh nói ngươi ngươi là Tiểu bát đại hỉ, vội vàng hô lên với không trung. Xa tiền bối, ngài tới cứu chúng ta sao? Đông môn diệu nghe xong cái tên này, lập tức toàn thân đại chấn, trong mắt lộ vẻ không thể tin được, sợ hãi nói. Ngươi, ngươi, ngươi thật là tam ca sao? Gương mặt màu vàng kia không ngừng biến hóa trên không, truyền đến thanh âm âm lãnh, nói. Đông môn diệu, nếu đã biết thân phận của ta, còn muốn giết người của ta sao? Ọt ọt, đông môn diệu gian nan nuốt nước bọt, nói. Ngươi, ngươi không phải đã bị chết sao? Sao lại trở thành thủ lĩnh bát tượng? Hừ, nói nhảm nhiều quá đấy. Gương mặt màu vàng kia không kiên nhẫn khẽ nói, "Thủ lĩnh không phải ta, nhưng trong bát tượng ta cư vị thứ hai, còn lại biết nhiều đối với ngươi cũng không có gì tốt. Hôm nay ai dám động đến người bát tượng ta, thì cứ đợi tông môn của mình bị huyết tẩy đi." Trên mặt Đông môn rượu một mảnh xám trắng, càng hơi có vẻ ngốc trệ, kinh ngạc đứng đó không dám lên tiếng thưa hạo miểu nhíu chặt mày hắn thân là đệ tử hạch tâm tại phệ hồn tông nhưng lại không hề có ấn tượng với người gọi là tam ca diệu trưởng lão này nhưng nhìn lên hồn nô trên không trung kia lại có một cổ sợ hãi khó có thể ức chế lan tràn trong lòng hắn hồn nô cửu thiên có thể hóa màu vàng nhưng mặc dù là hồn nô kim sắc cũng chia làm bốn cấp bậc theo thứ tự là thiên địa huyền hoàng của hắn là hồn nô hoàng cấp mà hồn nô cự đại trước mắt này lại mang đến cho hắn một loại cảm giác minh mông không thể biết Tuy rằng không thể phán đoán đẳng cấp, nhưng ít nhất cũng đã đạt tới địa cấp. Nguyễn Nguyên Tư đột nhiên biến sắc, tựa hồ nghĩ tới điều gì đó, sợ hãi nói: "Chẳng lẽ ngươi chính là tên phệ hồn tông năm đó vì tu luyện hồn nô mà giết chết nuốt hồn toàn bộ 20 tên cường giả võ đế trong tộc, đông môn diệu sao?" Lời vừa nói ra, lập tức mọi người đều hoảng sợ, những người tuổi trẻ này đều nhịn không được khẽ run lên. Thừa Hạo Miểu cũng biến sắc, một mảnh trắng bệch, hắn rốt cuộc đã biết người này là ai phản độ lớn nhất trong phệ hồn tông gần trăm năm gần đây hắn vì tu luyện ra hồn nô kim sắc thiên cấp đã sát hại hơn 20 cường giả võ đế trong tông môn trong đó có cả bằng hữu huynh đệ thậm chí phụ thân cao cư phó tông chủ còn có một tên phó tông chủ khác đều trở thành vong hồn trong phệ hồn phiên của hắn mà ngay cả tông chủ hoàng phủ bật cũng bị hắn gây thương tích nhưng đồng thời cũng dùng đại uy năng đánh chết đông môn diệu trở thành một kiện thảm án lớn nhất trong phệ hồn tông gần trăm năm này đồng thời cũng là một kiện mê án không thể tưởng được đông môn Diệu bị cho rằng đã sớm bỏ mạng lại vẫn còn sống, lại còn trở thành thành viên tử thần bát tượng nữa. Mà càng khiến người khủng bố chính là, nhân vật như thế cũng chỉ có thể đứng hai, vậy thì thủ lĩnh là dạng người gì đây? Nguyễn Nguyên Tư cũng cảm thấy hoảng sợ, hắn tựa hồ còn đánh giá thấp năng lực bát tượng này. Đột nhiên một đạo thanh âm mờ ảo truyền vào tai hắn, nói ra một chút tin tức, khiến cho toàn thân hắn chấn động, trong mắt ngưng trọng trước nay chưa từng có. Trong phủ thành chủ Nguyễn Hồng Ngọc vẻ mặt khinh thường, khẽ nói. Quả nhiên là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, con rán phối hợp con chuột, ngươi nói gì với đại ca ta thế? Hôm nay loại tình huống này, hắn nên xử trí thế nào đây? Khương Sở Nhiên cười nói. Bảo hắn tùy cơ ứng biến thôi, nhưng nhất định không thể náo lớn với bát tượng, trừ phi có nắm chắc một lần diệt trừ toàn bộ bọn hắn, nếu không chúng ta ở đây có căn cơ lớn như vậy. Mà bọn hắn tới vô ảnh đi vô tung, đánh không được có thể chạy, thỉnh thoảng lại tới đánh ngươi vài cái, chỉ hai người thủ lĩnh và đông môn diệu đã đủ khiến chúng ta không chịu nổi rồi nguyễn hồng ngọc mất hứng nói cũng đã náo đến cửa nhà mình rồi nếu còn thỏa hiệp thì chẳng phải sẽ làm cho cười cho thiên hạ sao theo ta thấy còn không bằng bắt lấy đông môn diệu và mấy tên lâu la này lại dẫn dụ thủ lĩnh kia đi ra sau đó một lần hành động tiêu diệt luôn tên kia vậy thì uy vọng thành hồng nguyệt ta sẽ vượt trên lục đại phái còn lại rồi khương sở nhiên lắc đầu cười khổ nói không nói đến có thể dẫn xuất người nọ không cho dù thật sự đã đến, không nói ẩn sát chi thuật của hắn thiên hạ vô song. Coi như là quang minh chính đại đi ra, chúng ta cũng hoàn toàn không có nắm chắc có thể lưu được người này. Nguyễn Hồng Ngọc im miệng không nói, tựa hồ xúc động gì đó, cũng không lên tiếng nữa. Khương Sở Nhiên cũng có cảm giác nén giận, đột nhiên mắng. Đi con mẹ nó tông chủ bảy đại phái gì đó đi, chuyện gì cũng không làm được, thực hy vọng vứt bỏ tất cả, thiên địa mặc ta ngao dù à. Hắn có một loại bất đắc dĩ cực đoan, tất cả đều giống như gông xiềng, trói buộc lấy hắn không cách nào bay lượn được. Trên thanh phong minh nguyệt lâu, Nguyễn Nguyên Tư hơi quyết định, mở miệng nói. Ngươi là người nào ta mặc kệ, chỉ cần phù hợp quy định, liền có thể bình yên vô sự. Nhưng mấy người kia cưỡng ép ra tay, không xem quy củ thành hồng nguyệt ta vào đầu. Phải tiếp nhận thành hồng nguyệt xử trí, cho dù ngươi là ai, cũng nên im im lặng lặng ở trong thành chờ kết quả xử trí đi. Hắn nói chuyện tuy rằng vẫn cường ngạnh, nhưng tất cả mọi người nghe ra hương vị trong đó, thầm nghĩ tánh mạng bốn người này sợ rằng đã được bảo trụ rồi. Nhưng đông môn rượu kia tựa hồ còn chưa thấy đủ, cười lạnh nói. Sử trí, hư, trái với quy định hẳn là thành chủ thành viêm vũ kia Hắn dám hạ sát thủ với người tử thần cung ta, chẳng lẽ quần anh tụ hội này có thể tùy ý giết người sao? Trong mắt Nguyễn Nguyên Tư chớp động hào quang, ngưng giọng nói. Hai người tỉ thí, khó tránh khỏi sẽ có thất thủ. Về phần ngươi nói tùy ý giết người, lý giật chẳng qua chỉ bị thương thôi, Ngươi thấy hắn chết bao giờ thế? Ha có thể nói loạn, tùy tiện gán tội danh cho người chứ. Nhưng người của các ngươi cưỡng ép vượt tỉ thí lại có chứng cớ vô cùng xác thực, vạn người chứng kiến. Không bằng như vậy đi, các ngươi cửu tỉnh lý giật này lại, để bọn hắn quyết đấu công bằng, ngoại nhân không hề nhúng tay. Nếu thành chủ thành viêm vũ dám tại tràng giết người, chúng ta cũng sẽ xử trí hắn." Đông Mô Diệu cả giận nói, "Ngươi, Lý Giật thực lực tuy rằng cường hoành, nhưng rõ ràng không địch lại Lý Vân Tiêu." có lại đánh một trận nữa cũng không thoái khỏi bại cục. Nguyễn Nguyên tư ý như thế rõ ràng là bảo hắn đi chịu chết. Tốt muốn chiến cũng được, nhưng phải để tiểu bát ứng chiến. Đông Bôn Diệu mở miệng nói. Tuy rằng quần anh tụ hội có giới hạn độ tuổi tham dự, nhưng tiểu bát cũng cũng lớn hơn bao nhiêu. Huống hồ từ thần cung ta và tiểu tử này trung quy cũng có chút thù hận, có thể để bọn hắn đánh một trận sinh tử, để giải quyết hận mới thủ cũ luôn. Lý Vân Tiêu vội nói. Nguyên tư đại nhân, đừng nghe hắn nói nhảm ta trước giờ không hề biết bọn họ nào có thủ cũ gì chứ nguyễn nguyên tư gật đầu nói đông môn rượu ngươi xem mọi người đều nói ngươi nói dối gương mặt màu vàng trên bầu trời hét lớn một tiếng cả giận nói tiểu tử muốn chết ngươi cùng chúng ta không oán nhưng chúng ta với ngươi có cừu về phần là cừu gì thì ngươi cũng không cần biết thành thành thật thật đánh một trận đi nếu thắng còn có thể sống nếu không đánh hoặc thua thì phải chết tất cả mọi người đều choáng váng, nào có đạo lý bá đạo như thế chứ, xem ra Lý Vân Tiêu giữ nhiều lành ít rồi. Khương Nhược Băng vội vàng nói: "Nguyên tư bá bá, không thể." Nguyễn Nguyên Tư nhìn qua Lý Vân Tiêu nói: "Ý kiến của ngươi thế nào? Nếu ngươi đồng ý, ta liền không ăn trở, nếu ngươi không muốn, vậy ta liền thay ngươi đuổi người này đi. Ít nhất ở thành Hồng Nguyệt ngươi sẽ an toàn, an toàn sau khi ra khỏi thành ta liền không cách nào phụ trách được rồi." Khương Nhược Băng nói: Vân Tiêu đại ca không cần lo lắng, dùng thiên phú của ngươi cứ ở lại thành Hồng Nguyệt tiềm tu, nơi này là nơi linh khí sung túc nhất tại Đông vực, có mấy chục năm đủ để ngươi vấn đỉnh đỉnh phong võ đọa, đến lúc đó lại đi tìm Kháng Thiên lão đầu kia, xem hắn có dám bắt ngươi về không. Mặc tất cả mọi người đều lộ hắc tuyến, thầm nghĩ cái này Khương Nhược Bang quả nhiên là muốn bắt hắn làm lão công tiết tấu a. À. Cái này lôi đài thi đấu còn đánh cho cái rắm, không nói đến đánh không lại cái kia Lý Vân Tiêu, cho dù đánh thắng đoán chừng cũng là tiếp bản hiệp. Trong phủ thành chủ, Nguyễn Hồng Ngọc cũng nhíu mày lại, không thoải mái nói. Nhược băng nha đầu kia nói chuyện cũng thật không biết trước sau, một nữ hài tử lại không có chút rụt rè, bảo người thiên hạ nhìn chúng ta thế nào đây. Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Viễn đại nhân, có thể tôn trọng ý kiến của ta có được không? Chuyện của ta ngươi tới an bài, đây là lý nào chứ? Hồn nô của ngươi đã luyện đến thiên cấp sao? Sao lại có thời gian rảnh rỗi chõ mõm vào chuyện người khác thế chứ? Tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh, Mỗi người đều há to mồm ngốc trệ. Lại dám nói chuyện như vậy với Đông Môn Viễn, hắn điên rồi sao? Tất cả mọi người cảm thấy có một loại cảm giác hoang đường, người trước mắt này chưa nói đến đã giết 20 võ đế, ngay cả cha mình cũng hạ đao, chỉ riêng hồn nô kim quang lóng lánh trên bầu trời kia, vừa nhìn đã khiến người tâm kinh đảm hàn, hiện giờ biện pháp tốt nhất không thể nghi ngờ chính là như Khương Nhược Băng nói, có đầu rút cổ ở thành Hồng Nguyệt mấy chục năm, dùng thiên phú của hắn đi ra ngoài chỉ là chuyện sớm hay muộn. Đến lúc đó tự nhiên không ai dám ngăn cản nữa. Chết hôm đừng ai mong cứu được ngươi. Đông môn Viễn nổi giận gầm lên một tiếng, đạo hồn nô kim sắc trên bầu trời lập tức xông ra một đạo tia chớp kim sắc, bổ tới Lý Vân Tiêu. Trên trán Lý Vân Tiêu chảy ra từng giọt mồ hôi lạnh, hắn cũng là đánh cuộc một lần, dùng ngôn ngữ châm ngòi Đông môn Viễn, dùng tính cách người này tất nhiên sẽ tức giận công kích, như vậy Thành Hồng Nguyệt muốn giữ gìn hình tượng kim sắc không thể không ra mặt bảo vệ mình. Chỉ cần khiến cả hai nổi lên xung đột vậy thì mình liền có không gian để thở rồi. Hiện giờ đông môn viễn quả nhiên nổi giận, đạo tia chớp kim sắc kia không chỉ ẩn chứa lôi điện chi lực cực mạnh, hơn nữa có thể trực tiếp công kích linh hồn, người chúng hẳn phải chết. Trên mặt Nguyễn Nguyên Tư lộ ra vẻ khiếp sợ ra, cả giận nói. Đông môn viễn, ngươi vậy mà dám ở trước mặt ta giết người sao? Đáng chết. Hắn nộ quát một tiếng, hai mắt như đao nhìn chầm chầm vào đông môn viễn, trong tay lại không có chút động tác nào cả, mà vẫn không nhúc nhích đứng ở đó. Lý Vân Tiêu trong nội tâm đột nhiên cả kinh, thầm nghĩ, không tốt, Nguyễn Nguyên Tư này căn bản cũng không có ý muốn bảo vệ mình. Đây là muốn cố ý nhìn mình bị giết a. À, ánh mắt của hắn xẹt qua, chỉ thấy khóe miệng Nguyễn Nguyên Tư lộ ra một tia cười khó có thể phát giác. Khương Nhược Băng lại kinh hô một tiếng, phi thân lao ra, lại bị Nguyễn Tử Lăng hừ lạnh, ngăn một bước trước mặt nàng, lật tay đánh ra một trường, ngăn Khương Nhược Băng lại. Sinh tử trước mắt, trong mắt Lý Vân Tiêu hiện lên một tia tàn khốc, rốt cuộc bất chấp át chủ bài gì đó rồi đang muốn diễn biến bất diệt kim thần. Hơn nữa tế ra giới thần bi ra, đột nhiên một đạo kim quang bắn xuống, đánh lên trên đạo lôi điện kia, tạc ra một đoàn hào quang tàn khắp mọi nơi. Chỉ riêng lực trùng kích đã khiến tất cả mọi người tâm thần đại chấn, khí huyết trong cơ thể kích động không thôi. Là ai? Dám quản việc của ta hả? Gương mặt màu vàng trên bầu trời bắt đầu gào thét, không ngừng biến hóa lấy hình dạng, nhưng phần lớn là giữ tợn